Rồi chào các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn coi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đấu xi nhan cho đèn nha. Nó rất là dễ, các bạn chỉ cần mở xe ra các bạn sẽ câu được thôi, không có gì phải lo lắng. Xi nhan thì có hai bên, đèn xi nhan bên đây và bên đây, với lại cái cọng dây bên đây thì dây xi nhan nó sẽ ra hai cọng, mình một cọng đèn với một cọng mát, nếu không cần đèn mát thì cứ hai cọng, mình lấy một cọng làm dây mát, một cọng còn lại làm dây đèn là được. Bên đây cũng vậy, mới ra hai cọng, rồi bên đây ra hai cọng, cái gì thay vô hả, thay vô còn cái tay bên kia. Không được, bên kia nó bự mà, tấm 2, còn này tấm 1 mà. Rồi, ok, giờ chúng ta sẽ bắt đầu coi xi nhan nha. Mình sẽ vừa đấu vừa nói màu cho các bạn lưu ý. Rồi, thứ nhất là ở trong dây điện ở dưới máy lên. Ở dưới máy lên nó sẽ có cái, nó có đùm dây điện ha, chúng ta lấy ra cái dây màu xám. Đây. Dây màu xám ở dưới máy ở lên ha, ở trong cái cọng dây điện nguồn. Từ dưới máy lên thì chúng ta câu với cái cọng màu xám ở trong cái cụm con tắc này, ở trong cụm con tắc nó có dây màu xám, các bạn câu hai dây màu xám này lại. Đây là nguồn của xi nhan nha. Đối với xe Honda rất là dễ, các bạn thấy cái màu nào các bạn câu y chang vô cái màu đó nè, đúng thôi, đẹp, câu theo màu nha, xám với xám, đỏ với đỏ, xanh với xanh. Rồi đây là màu xám nè, các bạn câu theo màu xám nè. Rồi tiếp theo là hai cọng xi nhan màu xanh với màu cam. Đây là hai dây nguồn, thì hai dây nguồn trong công tắc thì dưới máy lên nó cũng có hai dây nguồn. Đây ở trong máy hai cọng này là nó nối chung với cái đèn sau, hai cái đèn xi nhan sau nữa, thì hai đèn xi nhan sau nó cũng tương tự giống vậy, mình câu giống y chang như hai cọng xi nhan trước vậy đó. Rồi giờ đầu tiên mình bấm điện này ra. Cái là các bạn câu theo màu nó rất là đơn giản. Xe Honda các bạn câu rất là đơn giản luôn. Rồi đây là cọng màu xanh lá cây đúng không? Với một cọng màu cam. Cọng này là ở trong cái cọng dây chính của xe, cọng dây chính của xe đưa lên. Rồi hai cọng này là trong cái cụm con tắc nè, trong cụm tắc nó có hai cọng. Rồi hai cái đèn xi nhan, đây là hai cọng dây của hai cái đèn xi nhan trước. Rồi đây là hai cọng dây của đèn xi nhan trước luôn, không phải. Ở đây mình nối vào điện các bạn. Rồi nó có một cọng dây mát nữa ở trong máy lên, mình sẽ lấy một cái cọng màu xanh. Đây xanh, đây là cọng dây mát, nó có hai đầu nè đó. Rồi cắt này luôn. Rồi trước tiên mình sẽ lấy hai cái cọng màu cam ở của cầm con tắc cộng với một dây màu cam từ dưới máy lên. Đây chúng ta cột nó lại. Ôi sao tối thui rồi, tối thui vậy. Rồi cái dây màu cam này chúng ta nối với hai cọng dây xi nhan bên tay ga, chúng ta nối vô một cọng, lấy một cọng nối vô, cọng còn lại nối vô cọng mát, nối vô cọng vô đây, một cọng còn lại nối vô cọng mát nha. Rồi là xong cọng xi nhan bên tay ga nè. Tiếp theo là cọng xi nhan bên còi, mình sẽ lấy một cái dây xi nhan bên cùng của còi. Rồi gắn vô một cái cọng xi nhan của một cầu xanh y chang màu luôn, ở dưới trường lên, ở đằng cọng dây chính rồi. Rồi cộng với một cái cọng dây của xi nhan bên trái là ba cọng đó. Rồi hai cọng xi nhan, hai cái bóng đèn phía trước đó, còn lại nó còn dư hai dây, chúng ta nối vô cọng mát. Hai cọng này
mình nối nó lại rồi cho nó vô cọng mát luôn. Cọng dây mát là cọng màu xanh đây, xanh lè này, nối vô đây bình chưa, bỏ tay bình thường đó. Rồi ok, xong rồi mình sẽ mở công tắc lên cho các bạn coi đây. Đó, bên đây và qua đây, thấy không? Rồi tại sao cái đèn này nó sáng hoài mà nó không có chớp? Thì đó là do cái cục chớp nha. Đây, cục này các bạn. Thì các bạn sẽ thay cái cục này ở phía sau máy nó có cái cục này. Lộn dây rồi nha, đút dây qua. Đó, nó có ơn sao, nó có hai cái dắt vừa đủ găm vô đây luôn. Đó, thấy không? Rồi, hồi nãy là mình đấu lộn, là mình đấu hai cọng ở đây vô thì nó sẽ sáng luôn nha các bạn. Đổi dắt lại thì nó sẽ vừa chớp vừa kêu. Đó, cái đây là vừa chớp vừa kêu nha. Thì đây gọi là cục chớp kêu. Đó, cục này là vừa chớp vừa kêu, nó có rất là nhiều loại, là sáng luôn, rồi chớp không thôi, không kêu, rồi vừa chớp vừa kêu. Đó, đó là xong đấu phần xi nhan. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Mời các bạn coi một clip khác liên quan, mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu còi nha. Rồi clip này mình hướng dẫn các bạn đấu xi nhan thôi.